Mới đây, WHO và UNICEF đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh khi dữ liệu mới cho thấy tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ em trên toàn cầu chứng kiến mức sụt giảm cao nhất trong khoảng 30 năm qua. Đặc biệt trong 3 năm trở lại đây do đại dịch COVID-19, tỷ lệ trẻ em được tiêm đủ 3 liều vaccine phòng bệnh bạch hầu, uốn ván và ho gà, còn gọi là liều DTP, thước đo đánh dấu tỷ lệ bao phủ vaccine giữa các quốc gia đã giảm 5 điểm phần trăm, từ 86% năm 2019 xuống còn 81% vào năm 2021. Chỉ tính riêng trong năm 2021 thì có 25 triệu trẻ em đã bỏ lỡ một hoặc là nhiều liều DTP trong tiêm chủng thường xuyên. UNICEF cho rằng đây là báo động đỏ về sức khỏe trẻ em. Trong khi đó, tại Việt Nam, năm 2021 ước tính có gần 252.000 trẻ em đã bỏ lỡ một hoặc là nhiều liều DTP trong chương trình tiêm chủng thường xuyên, tăng gần 4 lần so với năm 2019. Trước đại dịch COVID-19. Hiện tại, 52 trong tổng số 63 tỉnh thành chưa đạt được tiến độ mục tiêu là 90% trẻ em được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine cơ bản được khuyến nghị khi các em tròn 12 tháng tuổi. Vâng, tuy có ghi nhận con số sụt giảm, thế nhưng UNICEF cho rằng là chính phủ Việt Nam đã nỗ lực để đưa việc tiêm chủng thường xuyên cho trẻ em trở lại đúng hướng. Để tìm hiểu rõ hơn về nguyên nhân dẫn đến tình trạng sụt giảm tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ em và những nỗ lực của Việt Nam, phóng viên chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với bà Leslie Mueller, phó đại diện UNICEF tại Việt Nam. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Cảm ơn bà đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Thưa bà, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng như thế nào đến nỗ lực của các quốc gia, bao gồm cả Việt Nam, trong việc đảm bảo bao phủ vaccine cho trẻ em trong 2 năm qua? COVID-19 đã khiến các bệnh viện, trung tâm y tế hoạt động quá tải và không thể cung cấp các dịch vụ y tế thông thường vì họ phải tập trung và giải quyết hậu quả của đại dịch. Tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới, do giãn cách xã hội, mọi người không thể ra ngoài để hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông thường. Nhiều bậc cha mẹ cũng lo lắng về việc đưa con mình đến các bệnh viện và trung tâm y tế để thực hiện các dịch vụ y tế thông thường trong thời kỳ đại dịch để tránh lây nhiễm COVID. Vì vậy, có rất nhiều yếu tố khiến hệ thống y tế bị hạn chế để cung cấp các dịch vụ này. Bà nhận định gì về những nỗ lực và giải pháp Việt Nam đã thực hiện, cũng như những lợi thế của Việt Nam để giải quyết tình trạng sụt giảm tỷ lệ tiêm chủng định kỳ? Chính phủ Việt Nam đã có những nỗ lực tuyệt vời để đảm bảo tiếp tục tiêm chủng thường xuyên. Việc mua vaccine tập trung ở cấp quốc gia là một điều quan trọng và giúp ích rất nhiều. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã có những nỗ lực không ngừng để tiếp cận nhiều hơn nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và ở vùng sâu, vùng xa. Việc nâng cao nhận thức cho các bậc cha mẹ và người dân về tầm quan trọng của tiêm chủng được thực hiện tốt. Lợi thế của Việt Nam chính là chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia nhờ có hệ thống mạng lưới lên đến 11.000 điểm tiêm chủng ở cấp xã, phường trên khắp cả nước. Không giống như một số quốc gia khác, Việt Nam có năng lực tự sản xuất và cung ứng vaccine trong nước. Đó là một lợi thế lớn vì Việt Nam không phụ thuộc vào các quốc gia khác. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng nhận được hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ cộng đồng quốc tế, gồm không chỉ UNICEF mà còn nhiều đối tác khác. Điều này rất tích cực. Vậy bà có khuyến nghị gì cho Việt Nam? Đầu tiên là cần tiếp tục thực hiện cam kết chính trị. Chúng tôi nhận thấy những cam kết chính trị thực sự mạnh mẽ của Việt Nam và hy vọng điều đó sẽ tiếp tục. Thứ hai là nguồn lực và phân bổ ngân sách đầy đủ. Cần nguồn ngân sách sẵn có cho vaccine, trang thiết bị, nhân viên y tế, đặc biệt là những người ở tuyến đầu cung cấp vaccine. Ngoài ra, chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục việc tiếp cận các khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi để đảm bảo cung ứng dịch vụ vaccine tại những nơi này. Chúng tôi tin tưởng Việt Nam có thể tận dụng chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia để cung cấp các dịch vụ này đến tận cấp xã, phường. Cuối cùng, việc tiếp tục nâng cao nhận thức của các bậc cha mẹ và cung cấp thông tin chính xác cũng như ngăn chặn những thông tin sai lệch về tiêm chủng cũng là điều cần tiếp tục được thực hiện. Đây thực sự là giải pháp quan trọng để bảo vệ trẻ em khỏi bệnh tật. Và như vậy, các bậc cha mẹ có thể đưa con mình đi tiêm chủng một cách an toàn. Chúng tôi tin tưởng vào một tương lai tươi sáng và cho rằng Việt Nam đang quay trở lại quỹ đạo tiêm chủng của mình. Một lần nữa, cảm ơn bà đã tham gia cuộc phỏng vấn. Xin cảm ơn.